ai hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn. Nam quốc Nam định tỉnh nghĩa hương nguyện nghĩa phúc thắng xã quần vinh tôn hữu đức thánh tự từ đường đỗ chi tộc Phật thánh hiền cung hạ giang thiên tiền kinh bài giang độ vong cầu an đường thánh quân nội nồng sự kính thần tín chủ thông tôn độ nguyên nhà đỗ hồng sắc đỗ cao bằng độ hồng thông đỗ già cát độ cao hình dũng độ dòng ca đỗ trọng hồng độ trọng cam ôn tử trần thị niệm đoàn thị tỉnh trần thị xuân nhi nàng nguyện thị liên điền thị nhiễu vũ huyện thị nụ vũ thị huyền cao thị tươi nguyễn thị thiên nguyễn thị huê phạm thị lan nạ thị ngoan nam tử độ Đỗ thị Thâm Mông, Đỗ thị Minh Nguyệt, Đỗ thị Minh Tuyết, Minh Tuyết, Đỗ thị Quật, Đỗ thị Quyết, Trần Văn Nhi Dũng, Vũ Văn Nhi Toán, Toán Mai Xuân Kỳ, Lê Văn Tuấn, Cung Thừa Kế Mẫu Thần, Thi Cậy Hợp Đồng Dương Môn, Quyến Đẳng Nam Nữ Tử Tôn, Môn Nghị Bình, Áng Thất Nhật, Vạn Tử Sương Phúc Quỷ, chính Nguyễn Thị Thuộc Chân Linh. Mọi người khi rơi có thể đồng này của ông Lương Khoa này về đấy chết cho chúng con trong lòng tôi đang được nói rất thêm một mong người đấy chúng con được năm chúng con được một các thể chín tháng năm ngày được chúng con được thank you.
tiến dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng xuân về dâng lên nhớ về tổ tiên chân thành ghi ơn tình thâm lâu bền. Sông có nguồn, cây có cội, có người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thao hiếu trọn niềm. Sống có nguồn, cây có cội, có người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền, ngày đêm. Hôm nay cố tổ là ở trong kia hôm qua ấy, là bác Bằng có điện về thông báo là nhà chị Thuyết là không may là những 5 người bị Covid nhưng mà không phải hỏi thăm. Đấy, biết tin rồi, thông báo như vậy mà đều qua cái nguy kịch rồi để biết. Cho nên là các anh các chị là hướng bây giờ mùa ông bà ra. Hôm nay đã về cùng đường vì là hướng ở về quê hương để chúng ta là đại mệnh cho toàn họ để là ngày hôm nay là 24 là ngày chính trị tổ là Nguyễn Thị Thược đấy, mà hôm tháng 3 vừa rồi chúng ta về An Phong An Nghiệp ấy là thánh thành cái từ đường họ Nguyễn là các chị biết rồi đấy. Thế thì tình hình là đúng như năm ngoái mà đã thành tiền lệ là theo cái lời hứa của bác Bằng cũng là con cháu của tổ hậu duệ của trực hệ của tổ ta gọi là tổ cả đây nhất môn chính thất Nguyễn Thị Thược đấy. Thì hôm nay là ngày chính trị thì con cháu tập trung là bác Bằng có tấm lòng là sẽ hương hoa về để cho các anh các em các cháu là sắm sửa lễ cúng gia tiên nhá. Nhưng mà có một điều nói như thế này này, chỉ còn có 19 ngày nữa nhỉ, hôm nay là 24 này, à 21 ngày nữa là đến rằm tháng 7. Thì rằm tháng 7 họ ta vẫn làm lễ truy tiễn như bình thường. Còn cụ thể đóng góp như thế nào thì xin phép tất cả các bác, các anh, các chị ở đây nhá, là nhớ rằm tháng 7 nhá, là tôi sẽ xin ý kiến của từng gia đình và căn cứ theo tình hình dịch bệnh cụ thể để chúng ta triển khai. Còn rằm tháng riêng và rằm tháng 7 ta đã gọi là xuân thu nhị kỳ, là phải thỉnh thầy chùa đến từ đường nhà ta trước, là phải có độ kinh niệm Phật, sau đó chư bái tiên tổ. Rằm tháng riêng tức là chúng ta không nằm vào rằm mà nằm trước vào ngày vị phụ mãnh ý, là khai xuân lễ tổ thì an. Còn rằm tháng 7 là chúng ta lễ để truy tiến cho tiền nhân tất cả cha đâu gái này trong lòng họ và tri ân tiên tổ rồi anh em đoàn kết. Ta nhớ vậy đi nhá. Thì hôm nay là bác Thông rồi bác Cát, hôm qua với này cháu Công là có tôi ở đây nữa, là thống nhất là thôi trọng cái hạn nhạc mỗi gia đình 1-2 người trong cái điều kiện đặc biệt báo cho hết các cháu. Chứ còn những cái đứa đi vắng thì thôi, nhưng mà cháu bây giờ đã thấy 6 đứa nó có chỗ mặt, có đầy đủ đâu. Thì bảo là báo Khải thì cũng chẳng biết thấy Khải đâu đấy. Thế rồi nhà chị Cậy thì cả chị Cậy cũng vắng, các cháu cũng thấy đã thấy thế nào đâu. Thì chị Hồng thì có thằng Liên thằng Viếp ở đây thì phải đến, có vậy thôi, cháu vậy thôi. Đây chị Cậy đây rồi, hay quá, tuyệt quá. Thế bây giờ bác Kha đâu rồi nhỉ? Hả? Thôi anh ngồi đi chơi một tại sao thôi, ngồi đi có bài thôi. Chị Lan thằng này chị nhanh lên nhà bước thằng này người đây.
rồi.